Xin chào quý vị và các bạn. Và cuối tuần hay là những dịp lễ Tết là thời gian rất lý tưởng để các bạn có thể gặp gỡ, tụ tập và nhậu với bạn bè và người thân. Tuy nhiên thì việc nhậu với rượu bia say xong mà không giải rượu bia thì chúng ta sẽ cảm thấy rất mệt mỏi và khó chịu vào ngày hôm sau. Trong video ngày hôm nay thì Meta sẽ chia sẻ cho các bạn 10 cách hữu ích để có thể giải được rượu bia nhanh chóng ngay tại nhà và đơn giản. Hãy tiếp tục theo dõi video này để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích nhé. Uống nhiều nước lọc. Nước lọc là phương pháp giải rượu tốt nhất và dễ tìm nhất trong nhà. Nước sẽ giúp pha loãng lượng rượu bia trong cơ thể người xỉn, đào thải các chất độc nhanh qua đường tiết niệu. Do vậy, khi say rượu, bạn hãy uống khoảng 500ml nước lọc nhé. Mật ong chanh. Mật ong chứa nguồn kali và chất chống oxy hóa giàu có tác dụng đẩy lùi tình trạng nôn nao, khó chịu khi say rượu, bia. Khi kết hợp mật ong và nước cam sẽ tạo ra đường là fructose, một chất có khả năng đẩy nhanh quá trình tiêu hóa rượu. Khi bị say rượu bia, bạn chỉ cần uống một ly nước ấm pha mật ong và chanh rồi nằm ngủ. Khi ngủ dậy thì bạn sẽ cảm thấy cơ thể tỉnh táo hơn nhiều. Trà gừng, chanh và mật ong. Trà gừng là một trong số những thức uống được đánh giá là có tác dụng giải rượu bia nhanh nhất. Gừng có tính ấm, vị cay, giúp làm ấm cơ thể, tăng huyết áp cho người huyết áp thấp và làm máu lưu thông tốt hơn, giúp hóa giải nhanh cồn trong cơ thể. Nước ép cà chua. Khi bạn bị say bia rượu, bạn có thể sẽ mất đi một lượng lớn nước và các loại khoáng chất như kali, natri. Uống một ly nước ép cà chua không chỉ làm bạn tỉnh rượu nhanh mà còn bổ sung một lượng lớn các khoáng chất này. Qua đó bạn sẽ không bị mệt mỏi, đau đầu sau khi thức dậy khỏi cơn say. Nước bột sắn dây. Sắn dây có tính mát, có khả năng hỗ trợ gan đào thải độc tố nên có tác dụng cực kỳ tốt trong việc giải rượu hoặc bia. Muốn giải rượu nhanh bằng bột sắn dây, bạn chỉ cần pha một cốc bột sắn dây với nước lạnh rồi vắt thêm một chút nước cốt chanh vào là được. Chanh và quất. Trong chanh và quất có chứa lượng lớn các axit tự nhiên có tác dụng thức tỉnh dạ dày, cũng như làm các nhóm cơ trên cơ thể được thả lỏng. Uống nước chanh và quất là cách giải rượu bia vô cùng nhanh chóng và lành tính cho bạn. Chè xanh. Nước chè xanh có chứa hàm lượng cao các axit tannic và có khả năng khử chất cồn trong rượu. Vì thế, người đang bị say rượu nên uống ngay một cốc chè xanh thật đặc cũng có thể giúp giải rượu rất tốt. Chất tannin trong trà xanh có thể khử độc cồn cấp tính, chữa trị các hiện tượng hôn mê, ức chế hô hấp do ngộ độc cồn. Ăn chuối. Sử dụng chuối là một trong những cách giải rượu nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả cực đỉnh. Ăn ngay 1 đến 2 quả chuối sẽ giúp bổ sung kali và các chất điện giải làm cải thiện tình trạng trên. Ít ai biết rằng nước dừa có chứa rất nhiều các chất điện phân quan trọng như kali và natri, giúp người say tỉnh rượu bia rất nhanh. Cách giải rượu này cực kỳ đơn giản và tiết kiệm. Bạn chỉ cần cho người say bia rượu uống ngay một cốc nước dừa thì họ sẽ tỉnh táo trở lại rất nhanh. Các loại sinh tố từ nho, dưa hấu, bưởi có chứa nhiều vitamin C giúp dạ dày làm việc hiệu quả hơn để tiêu hóa lượng cồn trong cơ thể, đồng thời bù lại lượng nước bị mất khi nôn ói do say rượu. Ngoài ra, các loại nước sinh tố có vị thanh mát, giúp trung hòa nồng độ cồn, thanh lọc và giải độc gan nên sẽ giải rượu nhanh hơn. Vừa rồi Meta đã chia sẻ đến các bạn những thông tin hữu ích là giải rượu bia nhanh chóng ngay tại nhà. Tuy nhiên thì dù có cách nào cũng không thể nào giảm được tác hại của rượu bia đối với cơ thể con người. Cho nên là cách chống say bia rượu tốt nhất là chúng ta hãy tự lượng được tỷ lượng của mình để có thể uống rượu bia một cách vừa phải. Hy vọng với những thông tin trên thì sẽ giúp ích cho các bạn trong kỳ nghỉ lễ Tết này. Và chúc các bạn có một cái Tết thật là vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới.